vụ thảm sát 4 bà cháu, mẹ con tôi sống sao sau tội ác của anh? Thưa quý vị thính giả, ở phiên tòa xử Doãn Trung Dũng vào hôm 16 tháng 12, kẻ gây ra vụ thảm sát 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh, có 4 người phụ nữ ngồi lặng lẽ. Hai trong số họ có mẹ và các con gái người bị sát hại. Hai người còn lại là mẹ và vợ hung thủ. Bà Bùi Thị Nghĩa, 72 tuổi, mẹ bị cáo Doãn Trung Dũng cùng con dâu và các cháu đến tòa từ sớm. Vừa xuống xe, bà Nghĩa lập cập chống gậy đi vào khuôn viên tòa án chờ đến giờ xử. Người phụ nữ lớn tuổi run run đôi tay khi được các cán bộ an ninh đỡ vào phòng chờ. Khuôn mặt buồn bã, lộ vẻ sợ hãi. Bà nói, tôi sợ lắm, không biết người nhà họ có oán giận quá mà làm gì chúng tôi không. Không vào ngay sân tòa như mẹ chồng, chị Đỗ Thị Hoa, vợ Dũng, khóc gục bên chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân mà chị nghĩ có chồng ở trong. Cậu con trai 16 tuổi đã bỏ học để đi làm thuê, phải bịt mặt, đứng cạnh vỗ về mẹ. Mặc cho mọi người xung quanh khuyên can, chị Hoa khóc nức nở khi nghĩ về 4 bà cháu nhà người dì ruột bị chồng sát hại. Người phụ nữ càng khóc to hơn khi nghĩ đến bản án chồng sắp phải lĩnh. Chị Hoa liên tục hỏi và hờn trách chồng. Dì Hát sống hiền lành, các cháu ngoan ngoãn, có tội tình gì đâu mà anh lại nhẫn tâm giết hại tàn ác đến vậy. Trước anh đi còn có ngày về, bây giờ anh đi thì chẳng khi nào nữa. Mẹ con tôi biết sống làm sao với dư luận sau tội ác của anh đây. Hơn 8 giờ, khi phiên xử bắt đầu diễn ra, gia đình bị hại và bị cáo đã có mặt đông đủ. Bố mẹ của bị cáo Dũng ngồi hàng đầu tiên, dãy ghế giữa, đối diện hội đồng xét xử. Bà Nghĩa ngồi lặng lẽ, đôi tay bối rối đan vào nhau run rẩy. Thì thoảng, bà hướng mắt về người con trai đang ngồi trước vành móng ngựa. Mái tóc người phụ nữ lớn tuổi bạc trắng. Trong khi đó, chị Hoa được xếp ngồi cạnh ông Vũ Văn Hùng là chồng nạn nhân Nguyễn Thị Hát cùng hai con gái Vũ Thị Oanh và Vũ Thị Thanh. Suốt buổi, chị Hoa luôn cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, trực khóc. Dù ngồi bên cạnh, người phụ nữ không dám nhìn sang phía bố con Hùng. Phiên tòa xét xử kẻ giết 4 bà cháu khiến nhiều người ngạc nhiên khi người thân của bị hại và bị cáo được xếp ngồi cạnh nhau. Càng đặc biệt hơn khi họ đều có quan hệ họ hàng. Trước khi vụ thảm án xảy ra, chị Hoa là cháu ruột của bà Hát. Hai gia đình có quan hệ thân thiết, gắn bó nhiều năm. Nhưng sau biến cố, họ không còn nhìn mặt nhau. Cũng như hầu hết những người đến dự tòa, chị Thanh và Oanh im lặng suốt phiên xử. Họ không khóc, không vật vã gào tên người thân hay oán trách kẻ giết người. Sự im lặng của họ khiến ai chứng kiến cũng xót xa, ám ảnh. Mỗi lần Dũng kể lại chi tiết quá trình gây án, khuôn mặt hai chị em chị Thanh tái đi, đôi môi mím chặt, cố kìm lại sự đau đớn, giận dữ. Trong khi đó, ông Hùng thể hiện sự căm giận của mình khi đề nghị hội đồng xét xử tử hình Dũng. Người đàn ông mất vợ và các cháu gay gắt nói, tội ác của Dũng là không thể tha thứ, dù Dũng có đền cả 1.000 tỷ đồng cũng không bù đắp được nỗi đau mà hắn gây ra cho chúng tôi. Phiên tòa trở nên hỗn loạn vì sau khi tòa tuyên án, Dũng nhoẻn miệng cười, bước ra khỏi phòng xét xử. Hành động này khiến người thân của các bị hại bức xúc, gây nên cảnh hỗn loạn ở chốn công đường. Sau khi tòa tuyên án tử hình Dũng, ông Hùng chia sẻ nguyện vọng muốn biết và chứng thực kẻ sát nhân đã chết thực sự khi bản án được thi hành. Còn chị Oanh thể hiện thái độ căm giận. Án tử hình đối với Dũng còn quá nhẹ. Nếu có thể, tôi muốn hắn phải chịu cực hình đau đớn nhất.